Bây giờ thầy hướng dẫn phản ứng thế của benzen nhé. Benzen là cái gì? Đấy, benzen là C6H6. Công thức cấu tạo như này. Đấy, nó có ba liên kết đôi xen kẽ với ba liên kết đơn. Mỗi đỉnh là một C và một H. Đấy, mỗi đỉnh là một C và một H. Một C và một H. Đấy, CH. HC. HC. Đấy. Hình ta viết gọn như này nhá. Hình ta viết gọn là một cái vòng hình lục giác đều như này, và trong là có một cái vòng tròn. Cái vòng tròn chính là ký hiệu thay cho ba liên kết đôi. Đấy, để phản ứng thế xảy ra như thế nào? Đây. Cái tác nhân thế. Tác nhân thế thì đó chính là halogen. Halogen. X2 hoặc là axit axit nitric H2O3. Thì giờ thầy giảng với halogen nhé. Như là vòng benzen này thì nó có 6 đỉnh, mỗi đỉnh nó có một nguyên tử hydro, thì thầy xét một cái nguyên tử hydro bất kỳ, ví dụ như nguyên tử hydro ở trên đỉnh này đi, nghe cộng với lại x2 thì như này. Đấy, thế thì em hình dung ra là liên kết này đứt ra đây. Đây, em hình dung như này nha. H thế này cộng x2 như này. Thì bây giờ đầu tiên là em tưởng đứt liên kết này ra, đứt liên kết này ra. Đấy, sau đó thì cái nguyên tử x này, đây nguyên tử x này, nó nhảy vào nó đẩy cái H này ra. Đấy, xong thì cái H này bị bật ra và thế vào đúng cái vị trí của x, liên kết đây này. Đấy, liên kết đây sẽ gắn vào đây. Đấy, xong xong x này thế vào đúng vị trí của H, thì cái x ở đây có liên kết. Đấy, gắn vào đây. Đó. Vậy thì được sản phẩm là C6H5 cộng HX. Đấy. Vậy thì được sản phẩm là vòng benzen này với một nguyên tử X ở trên đầu này cộng HX là sản phẩm phụ này. Viết gọn nhé. Là C6H6 cộng X2. Nhớ là phải có bột sắt nhé, bột sắt xúc tác. Đấy. Thành C6H5 x cộng với h x. Bây giờ em có thể thay cái x này là chính là một cái clo hoặc là brom đều được nhé. X là clo hoặc brom, hoặc brom thôi, iốt không được, bỏ qua cái iốt đi, ta bỏ qua cái clo nhé. Đấy, bỏ qua hai đằng này. Đấy, chỉ brom và clo thôi. Bây giờ đến quy tắc thế, quy tắc thế. Đấy, trong vòng benzen. Bây giờ thầy có một cái nhóm thế X có sẵn này, có sẵn nhóm thế X này rồi. Bây giờ nhóm thế Y đấy, cần đi vào cái vòng này thì nó phân biệt này, vị trí này với vị trí này giống nhau thì nó gọi vị trí ốc tô, đọc là ốc tô nhá, ký hiệu là ô gạch ngang. Vị trí này với vị trí này giống nhau thì đọc là meta, ký hiệu là m gạch ngang. Thế còn vị trí ở phía dưới cùng này thì gọi là trí para, ký hiệu là p gạch ngang, đọc là para. Vậy thì cái nhóm Y này nó sẽ vào vị trí nào? Nhóm Y vào vị trí nào thì nó phụ thuộc vào từng cái yếu tố, từng cái Y1. Đấy, phân loại Y. Phân loại nhóm thế, xin lỗi. Phụ thuộc vào từng nhóm thế X có sẵn này. Đây, nhóm thế X có sẵn này. Phân loại nhóm thế có sẵn. Đấy, trong vòng benzen. Thì ta có hai loại. Đấy, nhóm thế loại 1. Loại 1. Loại 1 là chỉ chứa vòng benzen thôi. Chỉ chứa liên kết đôi thôi. Chỉ chứa liên kết đơn thôi. Nha. Loại 1 là chỉ chứa kết đơn, thầy ví dụ này.
dụ như là CH3, C2H5, OH, NH2. Đấy, thì nhóm thế hệ 1 này là nhóm thế đẩy e. Đấy, là nhóm đẩy e. Đẩy e tức là e nó sẽ chui vào trong cái vòng này. Đấy, đây. Nhóm thế đẩy e. X là nhóm thế hệ 1. X là nhóm, nó đẩy e vào trong vòng này. Thì nó làm cho mật độ electron ở trong vòng này giàu lên. Vì vậy mà phản ứng xảy ra sẽ nhanh hơn, dễ hơn. Đấy. Là nhóm thế đẩy e. Làm cho vòng benzen. Benzen dễ phản ứng hơn. Và ưu tiên định hướng cái nhóm tiếp theo. Nhóm tiếp theo vào hai vị trí, vào ốc tô hoặc vào para. Đấy, đây, đây này, nhóm thế Y này, bây giờ sẽ ưu tiên vào đây hoặc là vào đây nha. Nếu X là nhóm thế loại 1 thì X sẽ ưu tiên nhóm thế tiếp theo. X nó định hướng nhóm thế tiếp theo Y là sẽ vào vị trí ốc tô này hoặc là vị trí para này. Đấy, ốc tô này hoặc là para này. Thì ví dụ như này. Ví dụ CH3 ở đây là nhóm thế loại 1, vậy vậy cộng với calo này, một sắt xúc tác thì nó định hướng vào hai vị trí là ốc tô vào đây hoặc là para vào đây. CH3 giữ nguyên này. Đấy, CL cộng HCl hoặc là vào vị trí thứ hai. Là vào vị trí para. Thế còn nhóm thế loại 2. Loại 1 xong rồi nhá. Đấy, bây giờ chúng ta đến loại 2. Loại 2 là chứa liên kết đôi. Hoặc là 3. Thì ví dụ như này. CH2 liên kết đôi CH. CH C như này và CO2 hoặc là COOH đấy, hoặc là CHO hoặc là COO hoặc là NO2. Thì cái nhóm thế loại 2 này nó tác dụng như thế nào? Nó lại làm cho làm là nhóm hút E nhé. Nhóm hút E. Đấy, làm cho phản ứng khó hơn. Nhưng chỉ định hướng ở một vị trí thôi, ở một vị trí đấy là vị trí para, à sự là vị trí meta thôi. Đây, nhóm thế loại 2 đấy. X là nhóm thế loại 2. Y, Y sẽ vào vị trí beta này. Đấy. Bây giờ thì ví dụ nhé. Ví dụ. Đây là nhóm C, NO2 đi. Đấy, cộng với lại Brom chẳng hạn. Fe độ. Thì sẽ vào vị trí beta. Đấy, một vị trí thôi. Thế thôi, đấy.